Kinh Pháp Hoa. Đề Bà Đạt Đa, phẩm 12. Các thiện nam tử, ta trong vô lượng kiếp quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi. Lúc ấy ta vì cầu đắc vô thượng Bồ Đề, không ngừng nỗ lực thông cáo trong và ngoài nước. Ta nguyện ý xả bỏ vương vị, cho dù phải làm nô lệ cũng phải học hiểu kinh Pháp Hoa. Có một vị tiên nhân xuất hiện: Đại Dương, chỗ tôi có kinh điển mà ông đang tìm cầu. Nếu như ông đồng ý làm nô lệ cho tôi sai khiến, tôi sẽ vì ông mà tuyên nói. Người thế gian khi ấy thọ mạng rất dài. Ta theo phụng sự tiên nhân đó trải qua 1000 năm, học kinh Pháp Hoa rất là vui thích. Do tiên nhân đó giúp đỡ ta thành tựu vô thượng Bồ Đề, rộng độ chúng sanh, đều là chương thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Do đó đời vị lai ông ta sẽ thành Phật, hiểu là Thiên Dương Như Lai. Thiện nam tín nữ, nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa này, tính tâm không nghi, tất giáng sanh vào cõi Phật thanh tịnh, không đọa địa ngục. Thường được nghe kinh này, hoa sen quá xanh. Đa Bảo Như Lai, chúng ta nên trở về bổn quốc thôi. Đó là đệ tử của ta, Trí Tích Bồ Tát. Mời Bồ Tát ở lại cùng văn thù đàm luận. Văn thù Bồ Tát hướng về hai vị Thế Tôn lễ kính. Sau đó hai vị Bồ Tát đồng ngồi một phía cùng hỏi thăm nhau: Thưa nhân giả, ở cung đồng qua độ chúng sanh số được bao nhiêu? Số chúng sanh do ta giáo hóa rất nhiều, số lượng không thể tính đến xứng kể, không phải dùng tâm lượng được. Ta không ngừng tuyên nói kinh Pháp Hoa. Thật là kính phục. Ở cung rồng có nhiều chúng sanh hiểu ý nghĩa thâm sâu của kinh không? Cô con gái của vua rồng Ta Kiệt La, 8 tuổi, trí huệ lanh lợi, có thể hiểu lời Phật, dạy cho chúng sanh đắc được Bồ Đề. Nhưng mà Thế Tôn vừa nói ngài giác ngộ thành Phật phải trải qua một thời gian dài. Con gái của Long Dương 8 tuổi bỗng giác ngộ, thật không thể tin được. Đúng rồi, làm sao mà tin được? Nàng ấy chính là con gái của vua rồng. Thấu rõ tướng tội phúc, khắp soi cả 10 phương, pháp thân tịnh vi diệu, đủ 32 tướng, cùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân. Trời người thảy cung kính, long thần thảy cung kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành Bồ Đề. Chỉ Phật nên chứng biết, ta nói Pháp Đại Thừa, độ thoát khổ chúng sanh. Này cô bé, cho dù thông minh nhanh hiểu lời của văn thù Bồ Tát dạy, nhưng mà nữ tính tuyệt đối vô phương thành Phật. Thưa Xá Lợi Phất Tôn giả, tôi cúng dường Bảo Châu, Phật Đà tiếp nhận có nhanh không?
rất nhanh, rất nhanh. Bây giờ tôi thành Phật còn nhanh hơn việc ấy. Long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành Phật. Con gái của vua Rồng đã thành Phật ở cõi vô cấu, chúng ta cũng có thể thành Phật giống như vậy. Thật là quá tốt rồi. Trước cảnh tượng kỳ diệu này, Trí Tích Bồ Tát, Xá Lợi Phất và tất cả chúng sanh trong pháp hội lặng lẽ tính thọ. Nam mô A Di Đà Phật.